Hai nạn nhân là mẹ con đã chết thương tâm trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Đồng Xoài thuộc phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều ngày 19 tháng 7 năm 2020, một phụ nữ 37 tuổi chạy xe máy chở theo con trai 12 tuổi đến vòng xuyến ngã tư Đồng Xoài. Cùng lúc này, tài xế Nguyễn Minh Hải 40 tuổi điều khiển chiếc xe tải trên đường quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi tỉnh Tây Ninh cũng vào vòng xuyến ngay phía sau xe máy. Bất ngờ xe tải tông vào đuôi xe máy phía trước, cuốn chiếc xe và cả hai mẹ con vào gầm xe. Vụ va chạm khiến hai mẹ con bị thương nặng, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã cùng chết sau đó. Cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài đã đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.